Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác, bằng chứng chấn động về sự tồn tại của linh hồn. Năm 2015, khi thi thể của một cô gái Ấn Độ đang bốc cháy, một máy quay đã bắt được cảnh một bóng người bay ra từ trong ngọn lửa, cứ vườn qua vườn lại xung quanh xác chết như không muốn rời đi. Trong một vụ tai nạn xe hơi ở miền Trung Tây Ban Nha, khi cảnh sát và lính cứu hỏa đang xử lý tình huống tại hiện trường, một cảnh quay cho thấy bóng người từ trong chiếc xe bị nạn từ từ bay lên. Vào năm 1872, bức ảnh chụp bà Mary Todd Lincoln, vợ của Tổng thống vĩ đại Abraham Lincoln, đã gây chấn động nước Mỹ vì hình bóng mờ trắng ôm lấy vai bà Lincoln từ đằng sau, trông không khác gì Tổng thống Lincoln, nhưng ông đã bị ám sát vào năm 1865, tức là 7 năm trước đó. Miley xin kính chào quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn nghĩ rằng chủ đề của video ngày hôm nay là những câu chuyện ma đầy ám ảnh. Vâng, điều Miley đang nói đến quả đúng là về những linh hồn, nhưng đây lại là không phải điều mê tín, mà là những bằng chứng xác thực, được quay lại một cách chân thực qua những video hay được lưu lại bằng hình chụp rất sống động. Giới tôn giáo xưa nay vẫn cho rằng con người chết đi không phải như ngọn đèn tắt mà là vẫn còn linh hồn. Ngày nay, điều này không còn bị xem là điều mê tín, khó tin nữa. Đã có rất nhiều bằng chứng khoa học và cả ngoài đời thực cho thấy sự tồn tại của linh hồn. Linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết. Có một câu chuyện về Tổng thống Mỹ Lincoln gây náo động một thời, thậm chí còn được đưa lên tòa án. Một lần phu nhân của ông là bà Mary Todd Lincoln đến tiệm chụp ảnh. Mặc dù bà chụp một mình, nhưng khi bức ảnh được rửa ra lại có một hình bóng mờ trắng sau lưng bà Lincoln. Hình bóng này có các đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, tư thế và cách ăn mặc giống hệt như Tổng thống Lincoln. Nhưng ông đã bị ám sát vào năm 1865, tức là 7 năm trước đó. Bức ảnh sau đó trở thành bức ảnh tâm linh nổi tiếng nhất trên thế giới và nhiếp ảnh gia William Miller cũng được mệnh danh là nhiếp ảnh gia tâm linh đầu tiên được ghi nhận. Câu chuyện tâm linh thú vị này được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề The Apparist do Peter Mansell, giám đốc chi nhánh lịch sử tôn giáo của Bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ, xuất bản vào năm 2017. Mặc dù có những người không tin vào linh hồn đã tố cáo nhiếp ảnh gia Miller là lừa dối công chúng, tuy nhiên sau khi đích thân thẩm phán và các bồi thẩm viên đến tiệm ảnh để tiến hành điều tra, cuối cùng đã xác nhận rằng nhiếp ảnh gia không làm giả và phán ông vô tội tại tòa. Một trường hợp nữa là vào ngày 12 tháng 12 năm 1921, tờ Thần báo của Thượng Hải đã đăng một bản tin nói rằng trong những bức ảnh chụp buổi lễ nhậm chức Tổng tư lệnh quân đội Tứ Xuyên của tướng Lưu Tương có thể thấy bóng dáng của cố tư lệnh quân đội Triệu Hưu Tân. Vào thời ấy, không một phóng viên nào dám đùa cợt về một vị tướng đã hy sinh vì đất nước. Nếu không có chứng cứ xác thực, chắc hẳn là thần báo đã không dám viết công khai như thế. Ngoài những cảnh quay hiện trường hay hình ảnh chụp được linh hồn, một số nhà khoa học đã có thể dùng các thiết bị tiên tiến để chủ động quan sát cảnh tượng hồn lìa khỏi xác. Nhà khoa học Nga Konstantin Korotkov, giám đốc Viện Nghiên cứu Thể chất St. Petersburg, đã dùng công nghệ hình ảnh điện sinh học và kỹ thuật nhiếp ảnh tiên tiến, ghi lại được cảnh linh hồn rời khỏi thể xác khi con người chết đi. Kỹ thuật này cho thấy trường năng lượng của con người dần dần rời khỏi xác chết. Những bức ảnh thu được bằng kỹ thuật này rất quen thuộc đối với những người làm trong lĩnh vực y học, vì nó được sử dụng như một phương pháp chẩn đoán. Kỹ thuật của Korotkov đã được Bộ Y tế Nga xác nhận. Hồn ma báo án là có thật. Hoa Kỳ, một quốc gia đứng đầu trên thế giới về nhiều lĩnh vực, đã từng thừa nhận những sự kiện lạ kỳ dị mà khoa học không thể giải thích nổi. Khi đó, vụ việc hồn ma báo mộng ở thị trấn Greenbrier đã gây chấn động cả nước Mỹ và thu hút sự chú ý của người dân. Cô Elva Sona Hester sinh năm 1873 tại thị trấn Greenbrier ở Mỹ. Năm 1896,
Cô quen biết một người đàn ông vô gia cư tên là Erasmus Schultz. Hai người nhanh chóng yêu nhau và tiến đến hôn nhân, mặc cho mẹ cô Sona cực lực phản đối. Tuy nhiên, 3 tháng sau khi kết hôn, cô Sona được phát hiện là đã chết. Nguyên nhân cái chết của Sona được cho là biến chứng mang thai. Mẹ của cô Sons là bà Mary nhận thấy một số điều bất thường. Bà bắt đầu cầu nguyện hàng đêm, kêu gọi con gái trở lại nhân gian để vạch trần sự thật. Một đêm nọ, Sona trở về báo mộng. Cô nói với mẹ rằng Erasmus thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn. Hắn thường xuyên đánh đập cô. Đêm trước cái ngày định mệnh đó, vì bữa tối cô không làm thịt nướng, hắn ta đã bẻ cổ cô trong sự tức giận và bạo lực tột độ. Bà Mary sau đó đã hành động ngay lập tức để yêu cầu mở lại vụ án. Vài ngày sau, quan tài của Sona đã mở ra để được khám nghiệm tử thi. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là mọi thứ cho thấy câu chuyện của bà Mary hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, tòa đã phán quyết Erasmus phạm tội giết người và hắn bị kết án tù chung thân. Năm 2014, truyền thông Đài Loan cũng đăng tải vụ án tương tự. Vào 6 năm trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 8 nghi phạm về tội giết người. Thủ phạm không chỉ thụ án tù mà còn phải cùng đồng bọn bồi thường cho gia đình của người chết 8 triệu nhân dân tệ. Vài năm sau, một người đàn ông họ Thái đột nhiên đến đầu thú với cảnh sát, nói rằng người chết trong vụ án mạng đã ám anh ta suốt thời gian dài, liên tục hỏi anh ta: "Người khác đã hoàn trả 8 triệu nhân dân tệ rồi, khi nào anh sẽ trả lại cho tôi?" Việc này khiến anh ta hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ. Vì vậy, đã phải ra tự thú rằng chính mình mới là thủ phạm, còn 8 người kia là bị kết án oan. Phải chăng những trường hợp báo mộng bắt hung thủ đang muốn nói với thế nhân rằng con người sau khi chết đi thực sự có tồn tại linh hồn? Hơn nữa, thiện ác đều có báo, bất quá chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Những trải nghiệm siêu thường về trạng thái linh hồn. Alexander, một bác sĩ giải phẫu thần kinh tại trường y Harvard, người đã cống hiến cả đời mình cho khoa học và y học, đã tuyên bố trong cuốn sách Bằng chứng từ thiên đường rằng ông đã lên thiên đường khi bị bất tỉnh. Ông nói rằng nếu là trước đây, ông sẽ xem chuyện này là viển vông. Nhưng bây giờ, ông sẽ nói, tôi biết đây là sự thật, không phải là điều tưởng tượng. Năm 2008, Alexander bất ngờ bị viêm màng não và rơi vào trạng thái hôn mê trong 7 ngày. Và sau đó tỉnh dậy một cách thần kỳ. Ông nói rằng trong cơn mê, ông đã đến một nơi xa lạ. Nơi đó đầy những đám mây lớn mềm mại màu hồng. Và những sinh mệnh giống như thiên thần, cùng âm nhạc tuyệt đẹp từ trên trời vang xuống khiến lòng người vui vẻ. Một trường hợp khác là cậu bé Constance, 4 tuổi ở Hoa Kỳ, người đã sống sót sau 17 ngày hôn mê trong phòng bệnh nguy kịch. Cậu cho biết, khi hấp hối, linh hồn cậu đã thoát ra khỏi thể xác và lên thiên đường. Constance nói rằng cậu đứng dậy khỏi bàn mổ, nhìn xuống các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật cho mình. Điều khiến bố mẹ cậu kinh ngạc nhất chính là Constance nói rằng bố mẹ cậu đang cầu nguyện ở các phòng khác nhau. Cha của Constance đã viết trải nghiệm trên thiên đường của Constance với tựa đề Thiên đường thực sự tồn tại. Cuốn sách này đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong 7 tuần liên tiếp. Constance đã mô tả thiên đường như thế này. Đó là một nơi tuyệt đẹp với đầy đủ 7 sắc cầu vồng, luôn luôn tươi sáng, rực rỡ và không bao giờ tối. Thiên sứ ở đây đã hát cho con nghe, bởi vì con sợ nên Chúa mới mời thiên sứ đến ca hát. Một trường hợp chấn động khác về trải nghiệm trong trạng thái linh hồn là vào năm 1987. Giới khoa học Trung Quốc thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt nghiên cứu trải nghiệm cận tử của những nạn nhân may mắn sống sót sau trận động đất Đường Sơn. Khoảng 1/4 số người trải nghiệm cho biết họ gặp hình ảnh hoặc linh hồn của người thân đã quá cố với hình tượng trông như một loại ánh quang huy. Điều đặc biệt là nhiều người cho biết họ đột nhiên hồi tưởng lại cả cuộc đời ngắn ngủi của mình. Những ký ức này nó đơn thuần giống như một dòng chảy của thời gian, không chịu sự chi phối của não bộ.
Một người là bà Lý chia sẻ một trải nghiệm khác. Khi ấy, bà đột nhiên thấy từ xa xuất hiện hai người hình dáng dữ tợn giống như hắc bạch vô thường hay thấy trên phim. Họ tới bên cạnh và đưa bà đến cung điện của Diêm Vương. Diêm Vương có dáng vẻ dữ tợn với bộ râu dài. Sau khi nhìn thấy bà, ông lật xem sổ sách một hồi và nói ở đây không có tên bà, rồi bảo bà quay trở về. Những người từng trải qua khoảnh khắc cận tử này đã xóa tan được nỗi sợ hãi về cái chết và trân trọng cuộc sống hơn. Họ hiểu rằng con người sống trên đời phải làm nhiều việc thiện để trong tương lai có thể được đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Đây được xem là minh chứng cho thấy con người sau khi chết có linh hồn và địa ngục hay thiên đường là thật sự tồn tại. Văn hóa phương Đông cho rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc sẽ có sinh mệnh của âm gian, chính là hắc bạch vô thường đến đón, dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Tiếp đó được thẩm phán của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng họ mới quyết định linh hồn có thể đi vào cõi nào để luân hồi trong thế gian. Linh hồn có thể được đưa lên trời hưởng phúc lành, cũng có thể tiếp tục đầu thai làm người hoặc là các loại động vật nào đó. Thậm chí, linh hồn có thể bị đưa vào 18 tầng địa ngục để chịu khổ hình. Con người trong cuộc sống hiện đại ngày nay thường khổ sở, tranh đấu chỉ để giành được một chút lợi nhỏ cho bản thân. Thế nhưng, khi sống hành ác tạo nghiệp, thì lúc lâm chung, linh hồn bị đà xuống chốn địa ngục chịu trừng phạt. Điều linh hồn con người thật sự cần chính là đạo đức và tín ngưỡng. Vậy nên, phải chăng mỗi người chúng ta cần có một trái tim thiện lương, sống là một người tốt, thì sau khi kết thúc chặng đường ở thế gian này, có lẽ linh hồn chúng ta sẽ được an bài đến một nơi tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, Miley xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.